Thi Thiên thứ 86 là một lời cầu nguyện nhưng cũng là một lời ca ngợi. Tác giả bắt đầu: Cha ơi, xin hãy lắng nghe nhậm lời vì con khốn cùng. Và ông kết thúc: Hãy hát ca mừng, hãy hát ca mừng, lấy hết tâm hồn ca ngợi Thiên Chúa. Ta hãy cùng nhau dâng lên cho Chúa lời cầu nguyện và cùng ca ngợi Chúa buổi sáng hôm nay. Cha ơi, xin hãy lắng nghe nhậm lời vì con khốn cùng. Bảo vệ hồn linh con, đời con hiến dâng Ngài đây. Xin Cha yêu nghe tiếng, vì nhiều lần con khóc thầm và dòng lệ tuôn rơi ngập trong đôi mắt nguyện cầu. Giúp con theo Ngài và cho con gần bên Chúa, khiến tâm linh con được trang trọng luôn. Hết tâm linh này thờ tôn chiêm ngưỡng Đấng Cha yêu thương của Chúa Thế Hoài Quyền. Yeah.
trình bày vì bao đời chỉ con tay trắng hè bao tội lỗi. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw. Into your presence you call us. You call us to come. Chúng ta đến trong sự hiện diện của Chúa để chiêm ngưỡng Chúa. Và đó chính là sự thờ phượng thật. Hãy cùng nhau chiêm ngưỡng Chúa giờ này. Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh, lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài. Mọi vinh hoa trên đời này ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng. Lòng con khiêm cung khi chờ mong ý Chúa và tâm linh con xin thuận theo. Things that surround become shadows in the light.
I live is to worship you. Lòng của chúng con nguyện dâng trọn đời chúng con chỉ để tôn thờ một mình Chúa mà thôi. Trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Xin Hội Thánh mở lời Chúa trong Thánh Vịnh 133, Thi Thiên 133. Xin chúng ta cùng lắng tai nghe lời của Chúa. Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người. Lại khác nào sương mốc hạt môn xa xuống các núi Si-ôn, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Nhau trên đường niềm tin không rời nhau, lòng ước mong anh chị em ta không rời nhau trên trần gian. Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương người dương thế biết ta thờ kính vua trên trời cao. Làm việc chung trong niềm tin, hãy làm việc chung trong niềm tin, cùng sát vai ta, cùng chia nỗi niềm buồn vui trong đời ta. Lòng kính yêu ta dành cho mỗi anh chị em chung niềm tin. Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương
Thật là vinh dự lớn cho tôi mà được thờ phượng Chúa ở đây hôm nay. Chúng tôi hội thánh rất là lớn, có lẽ toàn thể hội thánh của chúng tôi cộng lại thì có lẽ bằng cái nhóm thiếu nhi ở đây. Cũng rất là đặc biệt. Ơi, cảm tạ Đức Chúa Trời, cảm tạ mục sư quản nhiệm, quý vị mục sư cũng như toàn thể con cái Chúa đã cho phép tôi có dịp thông công với hội thánh qua lời của Ngài. Buổi sáng nay thì tôi sẽ xin phép được chia sẻ trong Thi Thiên 133. Thi Thiên này là một bài ca tiến bước lên cao. Người Do Thái trên đường hành hương về Jerusalem thì họ phải đi lên cao. Bởi vì Jerusalem thì cao hơn mặt biển trung bình khoảng 800 mét. Và biển chết đó là nơi thấp nhất thế giới, thì có một cái độ thấp khoảng 400 mét dưới mặt biển trung bình. Nếu chúng ta thăm Do Thái mà chúng ta đi xe mà từ Jerusalem đến biển chết đó, thì chúng ta có cảm giác giống như mình ngồi trên máy bay hạ cánh, bởi vì lỗ tai sẽ lùng bùng. Khi trở về thì xe bus gần như bò chứ không có đi, dốc rất là cao. Tôi ngồi trên xe bus đó thì tôi nghĩ tới Chúa Giê-xu từ thành Jericho về Jerusalem. Ngài cũng phải đi bộ lên cao. Nhưng ở đây thì chúng ta thấy rằng khi mà cái số người hành hương về Jerusalem đó thì họ cùng đi, cùng hát. Những cái cảnh đời khác biệt, những hoàn cảnh khác nhau đã cùng hát bài tôn ca hòa hợp, ngợi khen Chúa. Thật là phước hạnh và thật vui mừng. Thi Thiên 133 mở đầu với câu: Kìa anh em ăn ở hòa thuận, thật tốt đẹp thay. Thi Thiên mở đầu với chữ kìa có nghĩa là gì? Hãy chú ý, hãy để ý sự hòa thuận, thật là tốt đẹp anh em ơi. Rất là hay. Anh em ở đây đối với người Do Thái là những người cùng thờ phượng Đức Chúa Trời, là những người cùng đức tin, và người ta phải giúp đỡ, cho vay lúa gạo, ngũ cốc và tiền bạc, không được lấy lời. Lê Vi đoạn 25 cho biết như vậy. Người Do Thái ngày nay thì thường là chủ ngân hàng. Có nghĩa là gì? Nếu không phải anh em thì cứ lấy lời thoải mái. Rồi cũng có một những cái luật khác rất là đặc biệt. Thí dụ như là cứ sau 49 năm thì đến năm thứ 50 là cái năm hân hỷ. Tôi hân là hân hoan, hỷ là vui mừng. Cái năm đó là gì? Những người mà bây giờ nghèo quá phải bán đất của mình đó, mà không có tiền chuộc lại đó, thì sau 50 năm đó, đất được trả lại. Ồ, tôi nghĩ cái đó cũng tuyệt vời. Vì ngày nay bây giờ những nước cường quốc trên thế giới giàu có hùng mạnh cũng không làm nổi cái điều này. Chúng ta thấy là cụ ước có rất nhiều điều lý thú. Anh em của chúng ta ngày nay là ai? Anh em của chúng ta ngày nay là gì? Là người ở chung trong hội thánh. Kinh Thánh cho biết anh em bởi tin Chúa Giê-xu nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Trong Galati đoạn 3 câu 36 nói như vậy. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 12 thì nói rằng: Nhưng nếu ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép được trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho kẻ tin danh Ngài. Ở trong Giăng nhất đoạn 5 câu 1 nói rằng: Ai tin Chúa Giê-xu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta ở đây, chúng ta tin Chúa là Đấng Christ, tức là Đấng được sức giàu, Đấng cứu thế, thì chúng ta là anh em với nhau. Thành ra cái đoạn Kinh Thánh này là nói tới chúng ta. Người ăn ở hòa thuận. Hòa thuận có nghĩa là hòa hợp và thuận thảo. Có nghĩa là sống chung trong sự yêu thương và hòa hợp. Chúng ta hiệp một, không phải chờ đến hiệp hai. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người phải đồng ý với nhau về một vấn đề nào đó thì mới gọi là hiệp một. Mà cũng không phải là ai theo ý tôi thì mới là người hòa thuận với tôi. Chúng ta thấy là vấn đề rất là vui. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 23 cho biết hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Và thư Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 thì cho biết là thân chẳng phải chỉ có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Và Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người để cho ai nấy đều được ích lợi chung.
thân có nhiều chi thể, có nghĩa là cái tay không thể đòi cái chân phải giống như mình. Có những người đi bằng tay nhưng chỉ là hắt xiện thôi à. Còn nếu mà ai mà cứ đi bằng tay hoài đó thì là bất bình thường. Chúng ta không thể đòi hỏi những người khác phải giống như mình. Hòa hợp có nghĩa là các bộ phận ở trong thân nó sẽ hoạt động hòa hợp với nhau để ích lợi cho thân. Nếu một cái chi thể nào hoạt động mà không hòa hợp đó thì coi như là bệnh. Tôi có lần trượt tuyết bị gãy tay, và nghĩa là tôi cố gắng tôi cầm cái ly nước cầm không được, rồi cầm được đưa lên miệng cũng không được. Thì cái bài này rất là thấm thía. Ta không chọn được cái nơi mình sinh ra, chúng ta cũng không thể chọn anh em mình. Đây là một cái điều mà có lẽ là chúng ta đều hiểu như vậy. Trong một gia đình thì chúng ta phải yêu thương và đùm bọc. Không ai trong chúng ta mà khinh chê anh em mình bởi vì họ nghèo hơn mình, bởi vì họ ít học hơn mình, hay là họ có một cái gì đó thua kém hơn mình. Trong một hội thánh càng phức tạp hơn, chúng ta là con của nhiều cha, thuộc nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều cuộc đời khác nhau, và chúng ta ngồi chung với nhau trong hội thánh. Cái điểm mà kết hợp của chúng ta đó, đó là đức tin nơi Chúa và làm theo ý Ngài để mà hòa hợp. Anh em như thể tay chân, chúng ta thường biết cái câu đó. Nếu có tay mà thiếu chân thì thật là thiệt hại cho thân thể. Anh em cần nhau để mà nương tựa những lúc khó khăn để cùng phát triển. Giống như trong hội thánh, mọi người đều cần đến nhau, mọi chi thể đều cần phải hoạt động để mà hòa hợp với nhau, để mà làm cho hội thánh phát triển. Thư Phi-e-rơ nhất đoạn 4 nói như vậy: trong thân phải có lòng yêu thương và lấy ơn mình được mà giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy, nếu có va chạm thì như thế nào? Chúng ta phải nhớ rằng va chạm là chuyện bình thường trong hội thánh. Khi chúng ta có mong ước đó, có một cái hội thánh lý tưởng hơn là nó thực tế, thì chúng ta có thể bất mãn, có thể chán nản, và có thể chính mình sẽ trở thành cái cớ gây lộn xộn ở trong hội thánh, bởi vì qua cái sự lầm bầm hay là trách cứ hay là đòi hỏi của mình. Thường là như vậy. Có người chê hội thánh thiếu chăm sóc nhưng mình chẳng bao giờ chăm sóc. Có người chê hội thánh thiếu yêu thương nhưng chính mình thì không chịu yêu ai. Anh em mà cũng yếu đuối như mình cứ đòi hỏi nhiều quá, không được đáp ứng, dễ dàng sanh bực mình, oán trách. Ở trong gia đình cũng vậy, nhiều lúc vợ chồng, con cái va chạm bực bội bởi vì sự đòi hỏi nhiều quá, bởi vì sự mong đợi nhiều quá ở nhau. Nhiều lúc cha mẹ lúc nào cũng muốn con mình học giỏi, rồi nó không học giỏi đó là bắt đầu lộn xộn. Tôi thấy vô lý. Ở bên Đức đó, điểm 1 đó là điểm cao nhất. Có nhiều cha mẹ la mắng con cái, nó học 4 môn thì 3 môn điểm 1, có một môn điểm 2 thôi à, mà cũng lầm bầm, cũng oán trách. Tôi không biết là đòi thế nào. Thành ra đó, có khi con mình nó học kém là tại vì mình không chăm sóc nó, mình không để ý để mình giúp nó. Vợ mong chồng làm theo ý mình, chồng cũng mong vợ như vậy. Rồi hai bên cứ mong chờ xem bên nào chịu thua trước. Thành ra cuối cùng không được, bực mình cãi cọ rồi mất hạnh phúc. Thành ra chúng ta phải để ý cái đó. Chúa dạy hỡi những kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Câu này thì các ông thích lắm, bởi vì muốn vợ vâng phục mình. Nhưng mà cái câu 28 kế đó thì nói rằng chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Thì câu này không chịu làm theo. Thành ra thôi thì bây giờ mình cứ vâng phục một chút đi, rồi bên kia yêu thương thêm một chút đi, rồi mình sẽ thấy lời Chúa hiệu nghiệm. Tôi thì thấy cái kinh nghiệm này là phải nói là rất là thực tế. Không ai thay đổi được người khác, vì đó là công việc của Chúa Thánh Linh. Nếu mà chúng ta muốn làm thế công việc của Ngài, hay là chúng ta muốn Ngài phải làm theo ý mình đó, thì nhiều chuyện rắc rối sẽ xảy ra. Có khi nào chúng ta thấy mình cũng cần phải thay đổi
Để làm gì? Để cho người khác cũng vui và mình cũng vui theo. Thành ra đó, ở đây chúng ta phải chú ý cái đó. Người Việt có câu anh em chém nhau đằng sống dao đó. Tức là chém có thể đau, nhưng mà đừng có làm đứt. À, chúng ta thấy cũng khó. Thường thường đó là chém hơi mạnh tay thì trong hội thánh cũng có nhiều vấn đề. À, câu số 2 tôi nói tới, ăn ở hòa thuận được ví như dầu quý giá. Ấy là dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của Aaron, chảy đến chôn áo người. Dầu tượng trưng cho sự giàu có. Vua Ê-xê-chia có nhiều vàng, có nhiều dầu quý. Dầu được làm đồ trang sức ở trong A-mốt đoạn 6 câu 6. Dầu được dùng làm thuốc. Chúng ta nhớ câu chuyện mà người kẻ cướp đó, người Samari nhân lành đó, anh bị kẻ cướp đánh đập đó, được sức dầu. Rồi dầu cũng là biểu tượng cho Đức Thánh Linh, chỉ vì sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và sức dầu cũng là hình ảnh Đức Thánh Linh trang bị cho người hầu việc Chúa. À, chúng ta thấy là thường thường có nhiều, tôi đi nhiều hội thánh, có những nơi, có những anh em cứ tới nói xin Chúa sức dầu cho mục sư. À, đây là cái, cũng là có cái ý nghĩa đó. Chúa Giê-xu được gọi là Đấng Christ, có nghĩa là đấng được sức dầu. À, trong tiếng Hy Lạp là Christos. Ông vào nơi chí thánh, tức là sự dầu. Aaron là thầy tế lễ, tiếng Latin gọi là Pontifex, tức là kẻ bắc cầu cho con người với Đức Chúa Trời. Ông vào nơi chí thánh nhận phước hạnh, nhận phước hạnh từ nơi Chúa rồi trở ra chúc phước cho dân sự. Đây là điều quan trọng thời đó mà những người đi thờ phượng chỉ có mong đợi cái giây phút đó, bởi vì họ tin rằng lời chúc phước đó sẽ mang phước hạnh tràn trề. Thầy tế lễ mà được tràn đầy thánh linh đó, tràn trề dầu thánh linh thì phước hạnh cho hội thánh biết chừng nào. Ngày nay không phải chỉ riêng mục sư là thầy tế lễ, mà tất cả chúng ta đều là thầy tế lễ nhà vua. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 nói vậy. Khi mà chúng ta cầu thay cho người khác, chúng ta xin Chúa ban phước cho người khác, chúng ta đang làm công việc của một thầy tế lễ. Ngày xưa không ai được làm cái đó, chỉ có mình ông đó được làm thôi à. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta đều làm cái đó. Chúng ta là thầy tế lễ nhà vua. Như vậy chúng ta có mang phước hạnh đến cho anh em mình qua sự cầu thay, qua sự chăm sóc, an ủi, nâng đỡ hay không? Nếu không ăn ở hòa thuận thì làm sao có được phước hạnh này? Nếu mà mình giận anh em mình buồn hội thánh đó, làm sao mình cầu nguyện cho anh em mình được? Làm sao mình xin Chúa ban phước cho anh em mình được? Thành ra ở đây đó chúng ta nhớ đến cái vị trí của mình, nhớ đến cái công việc của mình ở trong hội thánh. Có nhiều người hỏi tôi làm sao hội thánh phát triển, tôi nói chỉ cần anh em thi hành chức vụ tế lễ. Nếu mà tôi cầu nguyện cho những anh em của tôi ở trong đây được Chúa ban phước nhiều, rồi người nào cũng cầu nguyện cho người khác, người nào cũng chăm sóc người khác hết, bảo đảm hội thánh Orang này đó, trong vòng vài năm nữa không chừng tăng gấp đôi, không có chỗ ngồi. Thế đó chúng ta thấy là nó rất là đơn giản, chỉ mình chỉ làm theo lời Chúa, những cái điểm rất là đơn sơ. Ăn ở hòa thuận được ví như xương móc hẹt môn. Lại khác nào xương móc hẹt môn xa xuống núi Sion. Muốn hiểu biết thi thiên mà cho nó hay đó, thì chúng ta cũng cần phải hiểu một chút về văn chương Do Thái. Họ thường dùng cái phương pháp song đối. Có một cái loại gọi là song đối đồng nghĩa. Hồi nãy tôi thấy câu kinh thánh ở trên đây rồi. Tức là họ cũng một cái ý đó, nhưng họ dùng cái chữ khác để làm cho nó rõ. Thí dụ như là các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cái vế sau họ nói là gì? Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Các tầng trời, bầu trời cũng vậy thôi. Thay đổi một chút, làm cho thú vị. Hay là có những cái gọi là song đối tương phản. Thí dụ câu Thi Thiên 91 câu 7. Sẽ có muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa chẳng đến gần ngươi. Nó tương phản nhưng mà nó bổ nghĩa. Hay là có những cái loại như là song đối bổ nghĩa. Thí dụ như là xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Mở mắt để thấy bổ túc.
Hay là lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Mình thấy rất là hay. Rồi cái việc so sánh ở đây chúng ta thấy là gì? Hòa thuận được ví như dầu quý giá, hòa thuận được ví như là xương móc hẹp môn. Văn chương Do Thái, có là mình nghe thì nó độc đáo như vậy, bây giờ mình văn chương quê mình thì sao? Độc đáo hơn mấy lần. Thí dụ mà nó đơn giản thôi à, người ta thường bảo, chúc sinh chúc mọc đầu đình, em sinh em đứng một mình cũng sinh. Cái cây trúc nó phải cần cái đầu đình, nhưng mà người đẹp của mình không cần. Chúc sinh chúc mọc bờ ao, em sinh em đứng chỗ nào cũng sinh. Tức là nó rất là thú vị, mình văn chương mình hay lắm. Rồi, bây giờ mình nói thay vì mình mô tả bà mẹ đó, mình nói bà mẹ của tôi là ngọt ngào, ngọt ngào, ngọt ngào. Nghe không được, nghe nó hơi điệp ngữ. Nhưng mà mình nói là gì? Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lau. Mày thấy không? Chuối ba hương ngọt, nếp mật ngọt, đường mía lau ngọt. Có người thì biểu không phải là nếp mật mà là nếp một, tức là nếp số một, tức là number one. Nghe thì cũng có lý, nhưng mà trong cái văn cảnh ngọt ngào đó thì không đúng. Thế là chúng ta nhớ là nếp mật. Rồi, bây giờ mình trở lại cái Thi Thiên. Xứ Palestine là xứ nóng như ở Việt Nam, bởi vậy sương rơi là phước hạnh. Ở trong Kinh Thánh có nhiều chỗ, Isaac chúc phước cho con mình là Jacob. Ông nói là gì? Cầu xin Đức Chúa Trời cho con sương móc trên trời xuống. Sáng Thế Ký đoạn 27 câu 8, Đức Chúa Trời phán, ta là sương móc cho Israel, tức là OC đoạn 14 câu 5. Nhà thơ Nguyễn Công Trứ của mình thì ông bảo là gì? Đã từng tắm gội ơn mưa móc, cũng phải sinh sang hội gió mây. Chúng ta thấy là rất là gần gũi và rất là dễ hiểu. Sương rơi nhiều nhất ở Do Thái, đó là ở núi Hermon. Là một đỉnh núi cao 2.814 mét. Nói ở Mỹ thì phải nói là 9.200 feet, tức là cao lắm. Rặng núi đây là một cái ngọn núi nằm ở trong phía nam của rặng núi Anti-Libanon. Tôi có qua đó, nhưng mà mùa hè thì không thấy gì. Mùa đông đó, người ta trượt tuyết. Có những cái hình mà con tôi đã trượt tuyết ở đó. Rất là thú vị. Rồi, bây giờ nó ở đó. Còn cái núi Sion đó, thì là một cái rặng núi, là một cái núi nằm ở Jerusalem. Cái khoảng cách của nó rất là xa. Ngày xưa người ta tưởng đó mấy ông sao chép chắc có lộn cái gì đó, thành ra ghi nhầm. Nhưng mà không phải, các nhà giải kinh đã tìm hiểu thì biết rằng có những luồng gió thổi đã thổi cái xương, cái tuyết, cái xương móc của cái núi Hermon đó xuống tới Sion. Tức là cái làn gió thổi đó đã mang xương từ Hermon làm mát lạnh cây cối xanh tươi và phước hạnh ở cái vùng ở Jerusalem. Nếu không có gió, chúng ta nhớ, không có gió thì sao? Xương ở Hermon không thể nào mang phước hạnh tới Jerusalem. Chúng ta chú ý chút xíu. Rồi, ở trong hội thánh cũng vậy, nếu mà không có gọi là đó Chúa Thánh Linh thì sao? Thì phước hạnh của người này không thể truyền sang người khác. Tôi không nói là quá gọi là sâu nhiệm. Mình chỉ nói bây giờ là thiếu gió Thánh Linh thì ân tứ của người này chẳng ích lợi gì cho người khác, hay là ích lợi gì cho hội thánh. Một cái đơn giản thôi là nếu mà chúng ta có những người hát hay, có những người nấu ăn ngon, có những người có một cái tài năng ân tứ đặc biệt gì đó, mà nếu họ thương yêu hội thánh, hòa hợp trong hội thánh thì sao? Cả hội thánh được hưởng. Phải không? Cái đó tự nhiên, hội thánh chúng tôi nhỏ lắm, thành ra người nào có cái tài nấu món gì chúng tôi biết hết à. Nhưng mà hội thánh lớn quá, không biết là có biết hay không. Chúng ta thấy là ở trong Công vụ đoạn 9 thì nói là Anania, ông này ông biết là ông Phaolô là trước đây là hành làm hại cho hội thánh, nhưng ông vẫn vâng lời Chúa đến đặt tay cho Phaolô được sáng mắt và được đẩy dẫy Đức Thánh Linh. Nếu ông có thành kiến và ông sống với thành kiến, ông không chịu đến với Phaolô thì thiệt hội thánh chúng ta thiệt hại biết chừng nào. Công vụ đoạn 11 câu 29 cho biết là tín hữu ở thành Antioch đã gửi tiền giúp anh em mình trong xứ Jude. Tôi đọc tới đây thì tôi suy nghĩ không biết có bao nhiêu hội thánh ở Hoa Kỳ,
ở Âu Châu cũng vì sự thương xót của Chúa đã gửi biết bao nhiêu tiền bạc giúp đỡ về cho các hội thánh ở Việt Nam. Nếu mà Đức Thánh Linh không cảm động thì tôi nghĩ rằng cũng rất là khó. Bởi vậy chúng ta cần có một cái sự gọi là hòa hợp, hòa thuận ở không những ở trong hội thánh của mình mà còn ở trong một cái hội thánh chung trên toàn thế giới nữa, đặc biệt cho người Việt Nam. Hòa thuận mang tới phước hạnh. Vì tại đó Đức Chúa Trời đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Còn chúng ta suy nghĩ coi, tại nơi mà anh em hòa thuận đó thì nơi đó được Chúa Trời ban phước. Vào cái thời đó, đó cái phước lớn của người ta đó mà mong ước thì đó là sự sống đời đời. Ngày hôm nay nếu mình đọc cái câu này thì mình suy nghĩ bây giờ mình là những người tin Chúa, mình được Chúa hứa ban cho mình sự sống đời đời rồi, thì câu này có ý nghĩa gì? Ngày hôm nay Đức Chúa Giê-xu đã làm trọn luật pháp, người theo Ngài được ban phước, được ban cho sự sống đời đời rồi. Như vậy, cái việc còn lại là gì? Còn lại là chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh để chúng ta sống hòa thuận, để phước hạnh tiếp tục tuôn tràn trên đời sống của mình, tuôn tràn trên đời sống của gia đình mình và tuôn tràn đến hội thánh. Và nếu tốt nữa là sẽ tuôn tràn đến tha nhân. Cái tay không thể làm việc nếu mà không có cái chân. Ở trong hội thánh ai cũng quan trọng và ai cũng sẽ nhận được cái phần thưởng tùy theo cái việc mình làm. Ma quỷ tiếng Hy Lạp là Diabolos. Không biết là các nhà giải kinh dịch thế nào, nhưng mà trong tiếng Đức chúng tôi dịch là kẻ làm lộn xộn. Ma quỷ là kẻ làm lộn xộn. Nhiều khi trong một gia đình đang vui vẻ, vợ chồng nói chuyện nhau chỉ nói một câu không đúng lúc, không đúng chỗ, lộn xộn xảy ra. Rồi trong hội thánh một lời nhận xét vô tình, không đúng chút lúc, không đúng chỗ, làm tổn thương, nhức nhối, mà nhiều khi làm cho cái là ảnh hưởng tới đức tin nữa. Thế đó chúng ta thấy là gì? Chúng ta thấy nơi nào mà có sự lộn xộn đó là chúng ta biết là có anh này, anh hoạt động. Thành ra chúng ta phải lưu ý, phải coi chừng, nghe mà lộn xộn rồi là phải ngưng liền, đừng có tiếp tục nữa, thì nó rất là tốt đẹp. Dầu Thánh Linh chỉ có thể tràn trề trên tất cả chúng ta khi hội thánh yêu thương và hòa thuận. Phước hạnh từ Hemon, Sion chỉ nhận được khi có gió Thánh Linh. Chúng ta thấy dầu cũng là biểu tượng Thánh Linh, gió cũng là biểu tượng Thánh Linh. Tài năng ân tứ, con cái Chúa, cả hội thánh được hưởng khi có sự thuận hòa. Nếu một chúng ta thấy, hồi nãy tôi nói đó, một người biết làm món ăn đặc biệt thì cả hội thánh được hưởng. Một người biết tôn vinh Chúa, đàn hay, cả hội thánh được hưởng. Một người có một tài năng gì đó, cả hội thánh chúng ta đều được hưởng. Mà tất cả những điều đó chỉ có khi nào có sự hòa thuận. Chúa ban phước cho người này, Chúa ban phước cho người khác khác nhau. Nhưng mà nếu tất cả những cái khác biệt đó mà nó trở thành đó, nó được hòa thuận và nó trở thành đó, hiệp một đó, thì sao? Thì hội thánh chúng ta đầy phước hạnh. Tôi là qua đây tôi thấy hội thánh Orang này lớn quá, Orang là lớn quá. Chúng tôi chỉ có ước mơ có một cái phòng nào đó là đủ rồi, không có, phải đi thuê. Ở đây thì chúng ta thấy là Chúa ban phước. Mà tôi nhìn thấy hội thánh phát triển, hội thánh của chúng ta lớn đẹp như thế này đó, là tôi nghĩ tới cái gì? Quý vị đã dâng hiến rất là nhiều, quý vị đã đóng góp rất là nhiều. Và nơi đây tôi tin rằng có sự hòa thuận. Hồi nãy tôi đi vô cái cửa đó, tôi thấy cái bảng là cung hiến cái nhà thờ này. Bên dưới là đề là thi thiên 133, 134. Tôi nói thôi vô đây mà giảng cái thi thiên này chắc là cái bằng nó thừa. Tại vì Kim Chỉ Nam của quý vị đã là hòa thuận rồi. Ước mơ gì? Chúng ta cứ hòa thuận. Chúng ta cứ yêu thương hiệp một để rồi. Thứ nhất là gia đình chúng ta được phước hạnh tới hội thánh và có thể tới những người chung quanh. Một chút xíu. Quý vị ở Mỹ đó là chắc là biết cái tiểu bang Texas được thành lập như thế nào. Khi quân của tướng Sam Houston đã đánh bại quân Mexico của ông tướng Santa Ana, thì vừa đánh họ vừa la là Remember the Alamo. Có lẽ quý vị biết câu chuyện này.
Rồi cuối cùng họ chiến thắng. Và tôi nghĩ lại ngày hôm nay nếu mà chúng ta có thể la lên đó là gì? Remember the unity. Thì chắc chắn chúng ta, hội thánh chúng ta cũng sẽ vui mừng ở trong cái chiến thắng và phước hạnh. Xin tình thương và ân điển của Chúa, của Đức Chúa Trời tràn đầy trên hội thánh, trên đời sống và trên gia đình của tất cả ông bà, anh chị em. Xin phước của Ngài tuôn tràn qua chúng ta và tràn đến tha nhân. Cảm ơn hội thánh. Kính lạy Đức Chúa Trời là Chúa của sự bình an, là Chúa của sự hòa thuận. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã kết hợp chúng con là anh em, chị em ở trong nhà của Chúa. Và cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay, một lần nữa chúng con được nhắc nhở rằng chúng con phải ăn ở hòa thuận nhau. Xin cho tình yêu thương mà Chúa đã ban cho chúng con sẽ tiếp tục phát triển. Và xin Chúa dùng lời của Chúa nhắc nhở để chúng con luôn luôn nhớ rằng unity, hiệp nhất, hòa thuận nhau là điều quý giá nhất mà Chúa có thể ban cho chúng con để chúng con kinh nghiệm ơn phước của Ngài. Xin Chúa giữ lời của Chúa trong lòng chúng con để chúng con sống mỗi ngày, sống trong tinh thần hòa thuận, yêu thương như Chúa đã dạy chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh ban ân sủng, tình yêu và mối thông công với hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Bắt tay với nhất năm người và nói rằng anh em ăn ở hòa thuận. Okay.